Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ cũng 5 giờ chiều thứ chủ nhật ngày 10 tháng 10 2021. Bây giờ thì mấy anh em Khương Dừa đã dọn đồ lên rồi. Giờ mấy anh em đi về quê. Ủa mấy anh em đi về nhà nghỉ ngơi. Dạ. Cho mấy anh em về trước. Còn Khương Dừa còn lại. Sao vậy? 62. Còn Khương Dừa thì Khương Dừa như bà con cô bác có theo dõi video Khương Dừa thì có một cô bé ở dưới Bến Tre đồng hương của Khương Dừa, bữa Khương Dừa đứng ở trao quà đây nè, rồi bé lại Khương Dừa bé nhờ Khương Dừa cầu cứu Khương Dừa, mà bữa đó thì bé nói đang vay nợ là 50 triệu xong cuối cùng cuối cùng là bé không có khả năng trả. Bây giờ tiền lời với tiền vốn lên tới là cả 100 triệu, bé không khả năng trả rồi. Hiện tại bé đang đi làm giao hàng cho mấy cái đơn vị giao hàng nhanh tiết kiệm á, thì bữa lại bé nhờ Khương Dừa không có giúp được gì không, Khương Dừa có lưu thông tin của bé lại, rồi Khương Dừa có gửi cho bé, bữa đó gửi cho bé 1,1 triệu. Dạ thì Khương Dừa chia sẻ lên đó thì có một người bạn rất là thân của Khương Dừa, cũng là một anh, nói rằng là anh rất là thân, cũng thân nhưng mà chưa biết mặt. Anh thì ở nước ngoài thì anh cũng có đồng hành với Khương Dừa rất là nhiều chương trình, thì anh nhìn cái cặp mắt của bé, nhìn lúc mà bé rơm rớm nước mắt đó, anh cảm, anh mới nói, hỏi thăm Khương Dừa hoàn cảnh của bé đó là sao, câu chuyện của bé là sao, thì Khương Dừa mới nói là tại vì Khương Dừa mới xin thông tin lại, là Khương Dừa để sau phát quà Khương Dừa mới đi gặp bé, Khương Dừa hỏi chuyện đó, thì sáng anh hỏi thì Khương Dừa sẵn rồi, Khương Dừa kêu bé lên luôn để Khương Dừa hỏi chuyện bé như thế nào, rồi Khương Dừa báo cho anh bạn của Khương Dừa để coi anh bạn của Khương Dừa có giúp gì được hay không đó. Còn riêng bản thân Khương Dừa thì Khương Dừa cũng chưa có tìm hiểu luôn, nên Khương Dừa cũng chưa có hướng giúp cho bé, giờ cũng lại hỏi chuyện bé. Dạ xong rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Lát còn tính tiền nước nha. Lên xe hết rồi. Lên xe hết hả? Cho tao miếng đi. Rồi về đó. Con ngồi đi con gái. Con ngồi đây đi. Hả? Mới giờ về là chứ. Hả? Quay chú không sao đâu, con ngồi đây đi. Chửi vụ gì? Quay anh thôi. Nè con nói chuyện nghe, con nói tiếng không sao đâu. Tại nhiều khi có cô không để ý lu bu. Nè con đeo rồi, chỉ xin phép. Con tên gì hả? Con tên gì? Gì? Con gặp chú hồi bữa. Gặp chú hôm qua hả? Dạ chú. Hôm qua hôm kia chứ. Dạ hôm kia. Hôm kia. Rồi ba mẹ con có biết chưa? Dạ chưa biết chú. Con không định nói với lại ba mẹ, tại vì con định đây hàng con trả góp. Vô trong đây đi, ngoài đi ồn quá, không nghe con. Giờ chú lỗ tai chú điếc rồi. Giờ chú mệt quá, chú lùng bùng rồi. Con uống nước gì không? Con ngồi đây đi. Giờ con tính hướng thì sao? Dạ con nếu mà được thì con xin mượn chú, xong rồi con sẽ làm, con trả hàng tháng lại chú. Dạ còn mà nếu mà chú không tin thì không tin tưởng thì con chú cho con làm việc gì bên chú cũng được, rồi con bây giờ bên chú đâu có chưa có việc gì để làm hết nữa. Chú nói con gì nè, ra trước giờ có rất nhiều người bà con cô bác họ bị thiếu nợ, không thiếu nợ một lý do này lý do có nhiều lý do lắm, thường thường thì chú chưa có giúp bao giờ giúp được những hoàn cảnh đó, tại vì chú giúp cái đó thì nhiều lắm, ngay cả bản thân gia đình chú hoặc là dòng họ chú, anh em chú rồi cũng nhiều người thiếu nợ, nhưng mà thì thông thường thì thiếu nợ thì mình do làm ăn hoặc lo chuyện này kia thì mình cố gắng làm để mình trả thôi, đúng không? Còn chú thì chú xưa giờ chú toàn đi giúp bà con cô bác, còn những người mà họ giống như là ngặt nghèo, con hiểu không? Dạ con biết. Con coi, nếu con đã biết tìm tới chú là chú nghĩ là con có coi chú, con có biết. Dạ. Đó. Thậm chí là những người mà
mà đúng hoàn cảnh thì chú có thể giúp rất là nhiều, giúp rất là nhiều, và giúp họ trả nợ đủ thứ cho người chữa bệnh này kia, thậm chí còn dư tiền luôn. Nhưng mà còn có những người mà họ tới để họ xin tiền vì họ lười lao động hay kia đó, thì 100.000 chú không gửi nữa thiệt. Mặc dù có nhiều, rất là nhiều người chửi chú luôn, có rất là nhiều người chửi chú luôn, chú tại sao người ta khó khăn vậy tới nhờ giúp mà không giúp. Nhưng mà tại vì chú cũng đi lao động, bà con cô bác Mạnh Thường Quân họ cũng lao động rất là cực đó, cho nên là mình giúp một người, mà giúp một người người ta không có khả năng lao động hoặc là rất là khó khăn luôn, mình mới giúp cho họ qua cái ngặt để họ từ từ họ gỡ cái gút trong cuộc sống đó. Chú biết con, chắc con cũng hết cách rồi, chắc ở đây chắc con cũng không có bạn bè gì, không có bà con cô bác gì không. Quê con thì ở huyện nào? Dạ, Bến Tre. Ở huyện nào con? Ba Tri ạ. Ba Tri. Rồi con lên Sài Gòn bao lâu rồi? Dạ 5 năm. 5 năm hả? Rồi con học cái gì? Chú hả? Có hơi đường quay được không chú? Con học cái gì? Con học đại học, nhưng mà con học được 2 năm rồi con thấy đóng tiền ngán quá cho nên là con đi làm. Giờ thôi thì chú quay chú ơi, chú muốn chia sẻ câu chuyện này rồi vậy gửi cho cái người bạn của chú ơi. Dạ. Ừ. Hoặc là chú không đăng, chú gửi lên để cho người bạn của chú xem, để người bạn của chú coi có hướng giúp con không. Rồi chú cũng sẽ có, chú phải nói chuyện với con để chú có hướng. Dạ con biết. Tại vì con thấy có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều. Ừ. Mà giờ mình đi tới mình hỏi mượn như vậy rồi bà con cô bác thấy người ta mới chửi. Thì con biết là có, con còn lao động được, còn làm được, cho nên là con không có dám xin gì hết trơn á, cho nên con biết không, chú sẽ không có đăng clip này. Dạ. Chú tải lên rồi chú gửi cho người bạn của chú xem. Dạ. Cái nữa là chú để làm tư liệu thôi. Bây giờ sao ta? Bây giờ phản giao cho con sao, con nói cụ thể chú nghe đi. Để người bạn của chú hiểu luôn. Vai đó là vai qua app, nó có nhiều cái con mở cho chú coi nha. Tại vì lúc đó là gấp quá, không có vay được, không có vay được ngân hàng, cho nên là con vay trên đây luôn. 2 tháng rồi đó chú. 2 tháng lên tới 100 triệu vậy? Nó tính mỗi ngày luôn. Vì mới đây 2 tháng con vay trong dịch mà con 50 triệu. Không, lúc đầu là lần vay lần chứ không phải là một lần mà hết bao nhiêu đó chú. Nói như vậy nè chú, tại vì không vay được ở đâu cho nên là con lấy thử vô cái đó luôn chú. Với lại là lúc đó là con định là, với lại là lúc đó là con định giờ là, con số tiền phần thanh toán là 6.150.000 đồng hả? Nó có nhiều cái luôn đó chú. Điều gì để con thay vay dữ dần vậy? Phải nhiều cái mới đủ, mới gom đủ. Rồi 4/4 7 triệu mấy, 4/4 luôn. Ủa sao vay tiền dễ quá vậy con? Cái đó nó cho vay dễ cho nên là nó lấy lãi cao đó chú. Lãi như gì con vay gì mà, ví dụ như con vay vậy thì đã giải ngân vô đây cũng lý phí dịch vụ như vậy con đóng bao nhiêu? 7 triệu mấy là con đóng tiền lời bao nhiêu? Như là trả 7 triệu 6 thôi chứ. Con vay 4 triệu 9 trả 7 triệu 6 hả? Hả? Là bao lâu, một tháng hả? Dạ.
Ủa giờ quăng điện thoại quăng chứng minh đi về quê làm sao biết đường ra lại trả lời? Dạ. Giờ con quăng điện thoại con quay chứng minh rồi sao nó biết đường nó chứng minh của mình có lúc đó mình có để thông tin nhà cửa rồi cho nên là nó biết, người ta biết. Biết thì chắc là nó đòi con cũng khó. Nhưng mà chú thấy sao nó không có cái thế chấp gì như vậy? Không có gì hết trơn. Chỉ có chứng minh cái là vay được không? Lúc con vay rồi. Nhưng con... mà giờ chú vay được không? Nó vô đăng ký là được rồi chú. Tại lúc con vay rồi con mới thấy lại, con mới lên đọc tin tức đồ là vay app, vay mấy cái tín dụng đen đồ người ta cảnh báo đó. Mà lúc đó là cũng chuyện đã rồi. Giờ này tổng số tiền con đang thiếu nhiêu con cộng là coi. Giờ ai gọi đòi con? Dạ. Giờ ai gọi đòi con? Cái này người ta xong rồi người ta để gọi có số điện thoại của mình, người ta gọi báo cái khoản vay của mình đó chú. Ừ. Dạ. Giờ con thiếu bao nhiêu con cộng là coi. Tới 10 tháng 11 rồi hết rồi. 10 tháng 11 hả con? Hả 11 tháng 10. 11 tháng 10. Ngày mai đợi. Mai con thanh toán thì sao? Vậy thì con mấy bữa nay con vẫn hỏi mượn. Mượn bao nhiêu rồi? Mấy bữa nay con cũng kiếm mượn ngân nghịch có ông chú hồi trước ở bên chỗ làm con có hứa ngày mai cho mượn mà không có được nhiều. Trời ơi, không hiểu nổi. Sao đây? Chú không đăng clip của con nhưng mà chú lên chú cảnh báo với mọi người là đừng có vay kiểu tín dụng đen. Sao chú cảnh báo được? Phải có con là bài học mới được. Chú đừng đăng con. Chú xóa hình ảnh rồi, chú làm mờ hình ảnh nha chú. Chú làm mờ hình ảnh nha. Dạ. Chú cũng muốn cảnh báo những người thật sự. Chú ban đầu chú không định đăng con luôn, là con gái mà nhiều khi sợ con bạn bè rồi sợ gia đình con. Mà chú thấy con quay mấy cái phản này chết luôn con ơi. Nhưng mà chú hỏi thầy con á, bây giờ con nói thiệt chú đi. Dạ. Chú không có nói thiệt nha. Dạ. Chú nhìn một cái chú biết là con nói thật với chú, được thì chú sẽ báo người bạn chú, còn không thì thôi. Dạ. Bây giờ con sai có khoản tiền này con mang về tiền mặt được bao nhiêu? Mang về tiền mặt là sao chú? Bây giờ con thiếu 98 triệu nhưng mà tiền mặt con lúc đó con vay con lấy được bao nhiêu? Lúc đó vay là nó thanh toán qua ngân hàng á chú, nó chuyển khoản cho mình. Là bao nhiêu con? Tại vì có nhiều khoản chứ không phải là vay một khoản một bao nhiêu đó. Nhà bữa giờ con lấy tiền mặt được bao nhiêu? Con thí dụ được mấy chục triệu. Con cũng không có rõ hết nữa. tại vì nó có nhiều khoản cộng lại chứ không phải là
nhiều khoản công lãi, nhưng mà con phải biết được tiền mặt con giờ, tiền về ngân hàng con được bao nhiêu chứ, con chi ra con được bao nhiêu và con chi vô những khoản nào. Như là có cái đợt đầu thì là vay mấy cái, xong cái gom được mười mấy 20 triệu, xong rồi gửi phụ đóng tiền trọ, rồi phụ với lại nhà. Lúc đó là ở chợ là ở kế bên đó người ta đóng giùm con luôn, kế bên người ta đóng giùm con luôn, xong rồi cái tới tháng nữa cho nên là con vay, con trả qua tiền trọ cho ảnh, xong rồi trả phụ với lại nhà rồi này kia. Nhưng con đi học con phụ nhà vậy? Tại vì con nói với lại nhà là con còn đi làm bình thường, đâu phải áp lực gì đâu, con phải đi áp lực gì đâu, con phải gửi tiền về nhà mà con phải đi vay tiền gửi tiền về nhà vậy. Tại vì là em đóng tiền học, em đóng tiền em học. Con nghe học lớp mấy? Em nay vô đại học. Năm nay vô thôi, nhưng trước đó nó học cấp 3 mà. Dạ đúng rồi. Cấp 3 đóng tiền tháng nhiêu đâu? Không lẽ ba mẹ con không lon nổi? Không, nghĩa là cái này đóng là mới đóng hồi tháng 2 tháng trước rồi chứ. Tháng trước, tháng rưỡi. Cái gửi về đóng là đóng hồi tháng rưỡi 2 tháng. Còn cái còn con phụ với lại nhà là hồi trước là con đi làm rồi con gửi về phụ mà. Đầu là cha học đóng tiền học cho con thấy lo nhiều quá cho nên là con đi làm cái học không tới đâu luôn. Chú sợ con rồi xài tiền á, con dạ. Xài tiền không có mục đích thiệt, chú sợ con vậy đó, con nói thiệt chú đi, chứ không có lý do nào mà con gửi tiền về quê mà con thất nghiệp mà con tự nhiên con đi vay tiền con gửi về quê đóng tiền phòng đầu này kia nữa chú, không có bao nhiêu đâu mà con vay đến giờ tới 50 triệu lên tới 100 triệu, con nói thiệt chú ơi, chứ đâu có xài cái gì mà bao nhiêu đó mà 2 tháng nay chú. Chú sợ con là nhiều khi con sống bạn bè này cứ rủ rê hay sao này kia rồi khó khăn gì con vay con xài nhiều quá thiệt luôn, đảm bảo luôn. Mà giờ mẹ con thì con không dám gọi về. Rồi làm sao chú biết là con gửi tiền về quê? Ba mẹ không dám gọi. Ba mẹ con, chuyện con đi học, chuyện con bữa nghỉ dịch tới nay con nghĩ là ba mẹ con cũng chưa biết. Đây con nói con còn đi làm, xong con mới gửi tiền về phụ. Còn chuyện học cha mẹ con cũng chưa biết nữa, cho nên bây giờ gọi đùng ra một cái như vậy làm sao mà chịu nổi. Không chịu nổi rồi lỡ con không ai giúp, rồi vài bữa con lúng vô rồi còn có chuyện gì nữa, rồi sao mẹ ba mà chịu được hả? Chú nó hỏi con vậy đó. Bây giờ nè, chú không giúp nè, không ai giúp con nè, vài bữa nè nó lên 200 triệu, 300 triệu, lên 1 tỷ, rồi tới đó con phải đi làm những chuyện gì mà nó những chuyện mà tệ nạn này kia, rồi con để con tiền con trả tiền rồi rồi tới đó ba mẹ buồn không? Con nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. Đó 23 tuổi con có nhiều xíu à, con còn tuổi học mà con đâu có khả năng mà để con giải quyết một cái vấn đề mà 100 triệu, đúng chưa? Mà giờ thí dụ con phải nói về gia đình, ý ra cũng phải nói về gia đình, hoặc là con phải cho số của gia đình để chú gọi chú hỏi thăm, đúng chưa? Giờ cái vấn đề nó rất khó, một cái chuyện là ví dụ như con có thể vay ngân hàng hoặc là con vay cái một người nào đó cụ thể cũng có giấy nợ đàng hoàng, ví dụ chú có thể hỗ trợ con tới ngân hàng trả hoặc là gặp trực tiếp người đó trả tiền, ví dụ có cơ sở con này lên mạng giờ không biết mạng ảo mạng thiệt, bây giờ không biết cái gì á, mấy cái tiền vay này chú mới biết luôn. Cái thứ hai nữa là bây giờ cũng không biết là con vay tiền để con làm gì, con mà vay tiền đúng con để con giúp cho mẹ cho em cho gia đình thì không nói gì,
rồi con sợ con vay tiền con làm chuyện này chuyện kia rồi mai mốt con lại sai lời gì vô nữa. Lỡ vay trong đây một lần rồi bây giờ tỏng con người chứ bây giờ có đi ăn mày luôn cũng không dám vô đó vay. Con có bạn trai chưa? Bạn trai con làm cái gì? Dạ bạn học bên quân đội. Rồi con có nói chuyện với bạn trai con chưa? Dạ chưa. Sao con không nói chuyện với bạn trai con biết? Tại bạn có nhiều việc lắm cho nên con cũng muốn làm ảnh hưởng tới bạn. Giờ con không muốn ảnh hưởng tới ai sao lại con lại muốn tìm tới chú? Con giờ con chỉ dám nhờ ai có khả năng. Con biết chú không biết con, hiểu không? Chú đây giờ chú cũng muốn giúp con, nhưng phải chi con là một đứa em hoặc là một đứa cháu hoặc là đứa bạn gì đó, mình biết nhau thì dễ. Còn giờ chú đang mông lung hai vấn đề á, rất nhiều vấn đề mông lung. Thứ nhất là chú không biết rõ về con, thứ hai là chú không biết con vay tiền này đã làm cái gì, thứ ba là không biết thanh toán này xong rồi không biết sau con còn vấn đề gì nữa hay không. Mưa nữa ta đó mà tại vấn đề của chú lớn nhất là chú không có làm sao để xác thực được cái thông tin của con nói, con hiểu không? Nhưng mà bây giờ con giờ không thể nào gọi về nhà được, tại vì ở nhà không biết chuyện này. Ừ. Nhà không biết chuyện này mà con cũng không muốn ở nhà biết nữa. Đó, ví dụ như con không biết nhà biết, nhưng mà thí dụ như có nhiều bậc phụ huynh đó, ví dụ có nhiều chuyện, ví dụ có những đứa con ví dụ ra ngoài mượn tiền mượn bạc về nói phụ huynh, nói là ủa anh cho nó mượn cái gì là anh phải đòi nó, tôi đâu biết gì. Hoặc là nhiều khi anh thấy nó vậy sao nó khuyên ngăn mà anh còn đi cho mượn tiền, đâu có biết được. Giờ là con có tiền là con nạp vô đây cũng bắn đầu cũng bắn anh đi trả hả? Tưởng đâu này một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, mười nè, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, con đi làm công việc giờ lương con được nhiêu? Bữa giờ con đi giao hàng thì ngày chắc khoảng 200 mấy 300 chứ. 200 mấy 300 con ở tiền trọ hết tới 3 triệu bạc một tháng rồi. Con đăng ký giao hàng tạm thôi, và bữa con làm bên cái giao khuôn lady xong rồi bữa tối con đi làm giao hàng. Công việc bên gì con? Bên sữa giao khuôn đó chú, bán sữa giao khuôn đó chú. Ở lương tháng được nhiêu con? Con bây giờ huấn luyện thì thấy tính nó cho khoảng thì tối thiểu là khoảng 8 triệu chứ. Xong rồi tối con đi giao hàng thêm rồi con trả. Khoản nợ này đưa mấy bạn biên tập của chú mà trả không biết nổi hay không, lương tháng mười mấy triệu không biết mấy bạn trả nổi không nữa đứng con thiệt. Tại vì không phải con làm ra để con trả nợ con, mà con làm con phải chi tiêu tháng, thí dụ con chục triệu con phải chi tiêu hết 8 triệu rồi. Mà 8 triệu, 7 triệu đi. Rồi xong rồi con phải còn dư 2 triệu con tháng trả thì nội không đủ trả tiền lời. Nó tính lời từng ngày. Không có đường hướng nào mà con gỡ được hết trơn. Đúng thiệt luôn. Rồi con cứ ôm vậy con giải quyết. Không giải quyết được. Bây giờ con định vay ngân hàng nhưng mà ngân
ngân hàng, chú đi ngân hàng xưa chú đã từng ngân hàng, chú tự vay tín chấp, vay tín chấp theo lương nó phải làm sao kê ít nhất 3 tháng 6 tháng chứ, sao kê lương ít nhất 3 6 tháng thì người ta mới cho mình lai bao nhiêu phần mấy trăm phần trăm lương gì đó. Ví dụ như lương 20 triệu họ sẽ cho vay được 200 triệu, nhưng mà phải vay đó thì là ví dụ như vay 270 triệu thì trả trong vòng 3 năm thì mình sẽ trả trong vòng 320 triệu ví dụ vậy. Chú có thời gian khó khăn chú cũng vay theo lương, nhưng mà chú làm có lương rồi chú trả từ từ trong vòng 2 năm mấy 3 năm, trong khi con mới vô làm con chưa có chắc chưa cắn được cái công việc con xin nữa. Rồi cái mức lương của con như vậy nữa con đâu có vay tín chấp cá nhân được, còn con không hay con cũng bị sụp vô mấy cái vay mạng tiền ảo này nữa, hoặc ba cái Reddit gì đó, thì con sẽ lúng vô từ từ. Mà bây giờ chú nói với con đó, chú mà giúp được con thì chú cũng phải báo về gia đình con biết, không có đằng nào chú có giúp con thì chú cũng phải báo gia đình con biết bởi một tiếng, chứ không có đường nào. Con suy nghĩ kỹ, không có đường nào, không có ai mà không có sai lầm hết trơn con ơi. Mà huống chi con nói là con gửi tiền về quê nữa, thì con nói con gửi tiền về quê thì cái số tiền này con lại thiếu nợ, thì cha mẹ cũng thương thông cảm để biết cái sự tình của mình. Còn đằng này nếu mà con không có báo về quê thì chú nghĩ là con tiền con không phải gửi về quê mà con ăn chơi hay là con xài những cái mục đích nào nó không phù hợp. Chứ còn thiệt chú giờ chú gửi tiền về ba mẹ chú, nói chú vay chú gửi tiền về ba mẹ chú, thì giờ chú không có khả năng trả chú báo đâu có vấn đề đâu. Mà ba mẹ con cũng đâu phải là 80-90 tuổi già đâu mà sắp, đúng không? Ba mẹ con chừng 4 mấy không? Giờ 45 đó, 45 nè, đâu có vấn đề đâu. Mà huống gì con lại nói là ba mẹ con coi kênh của chú, biết chú. Mà hôm qua chú nếu mà chú chia sẻ clip kia là ba mẹ con coi biết rồi đó, là ba mẹ con chắc chắn ba mẹ con biết rồi. Cho nên là bây giờ chú có giúp con thì trước tiên á là chắc chắn là con phải là viết một cái giấy để mượn nợ rồi, đúng không? Để rồi từ từ con trả được cũng như trả. Cái thứ hai là chú sẽ số tiền đó chú sẽ ngồi để thanh toán với con cho xong. Cái thứ ba là phải biết báo cho gia đình biết. Con phải là dù trả hay không con cũng phải báo gia đình nè. Còn bây giờ mà con giải quyết mà con ôm con với chú nghe con nghe chú đi. Rồi chú cũng lớn rồi, chú cũng biết cái nào đúng là sai, cái nào tốt cho con. Với luôn chú cảm giác là đoạn hồi nãy con nói con không thật với chú á. Dạ. Đoạn nãy con nói con không thật á. Con nói sao chú? Cái đoạn con nói con lấy tiền về quê nãy kia đó. Hồi trước con đi làm á thì còn phụ với lại nhà, rồi mua cái này cái kia trả góp đổi lại nhà. Xong rồi tới chừng nghỉ dịch đó, cha mẹ kêu con về, nhưng mà giờ về không lẽ xin tiền thì gửi lên đóng tiền phòng rồi này kia. Cho nên con ráng ở trên này coi có làm được gì làm với lại trong riết cho hợp dịch. Mà cũng không hoài không hết, cho nên là mà dứt vô phòng ấy rồi này kia, cho nên là con vay luôn. Con ở với ai? Dạ con ở với một người nữa, nhưng mà về quê rồi cho nên là con về quê cũng không có làm gì hết, cho nên là ở đây con lo đóng tiền luôn. Bạn đó bạn gái không trai con? Một bạn gái. Còn xe ngoài kia của con là của ai? Dạ, xe con mượn. Mượn của ai con? Mượn để chạy giao hàng. Ở mà... chỗ mượn ở chỗ làm cũ á chứ. Chỗ làm cũ nào mà cho mượn cái xe gì hả? Ai cho mượn? Tại vì con làm mấy năm nay rồi, cho nên là để xe cho con mượn. Nhưng sao con không làm lại trong cũ, làm cũ? Nó chưa làm lại chứ. Chứ nói còn không? Đối với con 100 triệu thì con không có khả năng trả. Ví dụ đối với chú với lại một người bạn của chú thì nó cũng có khả năng để hỗ trợ con, cũng
muốn giúp cho con, để con ví dụ mà biết đâu mà trong trầm giá từng 90-100 triệu mà cứu được một cái đứa bé mà nó biết lo cho gia đình này kia, rồi mình cũng cố gắng mình hỗ trợ bé. Còn nhiều khi mà không đúng như vậy thì chú thấy là cái giá nó quá lớn, đúng không? Nhưng trả giá quá lớn, trong khi đó chú nghĩ 100 triệu thì giúp được biết bao nhiêu bà con cô bác. Dạ, con biết rồi. Cho nên giờ chú cũng đang lấn cấn cái thông tin của con. Nếu mà con chắc chắn là thì giờ chú không hiểu nổi. Nếu mà con vay tiền mà con gửi về quê hết á, thì không có vấn đề, thì con sẽ nói mạnh dạn nói với gia đình mình, con đã vay 50 triệu, con gửi về đủ 50 triệu. Còn hoặc là con vay 50 triệu mà con đã chi tiêu, hoặc là dịch khó khăn con xài đến 25 triệu, con gửi về 25 triệu thì con không vấn đề gì. Nhưng có vấn đề còn lại nữa là sợ con đã xài hết tiền rồi con phải gửi về quê. Bây giờ phải báo với lại nhà mới được hả chú? Con phải giải quyết rồi con phải nói với nhà cho nhà biết. Chú không có... Chú nói chú khuyên con vậy á, con không có nói không được đâu. Cái chuyện gì nếu mà mình coi ba mẹ thương mình, không lo lắng cho mình thì phải nói. Nói là mình đã giải quyết được xong rồi. Bây giờ á, nói cho ba mẹ ơi, con ba mẹ con lỡ vậy, con túng thiếu, con không biết thì con xây con mượn tiền đó con gửi về cho ba mẹ, bây giờ nó đâu biết đâu nó tính tiền lãi. Có nhiều người rơi vào trường hợp giống con lắm. Dạ. Nhưng mà con được chú Phương Dừa với một người bạn giúp cho con rồi, mà ba mẹ con lại biết chú Phương Dừa nữa thì ba mẹ con cũng mừng. Mẹ con có coi chứ cha con thì ba làm, con biết cha con làm ruộng thì mẹ con biết thì mẹ con cũng mừng nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi giờ chú sẽ thôi đó, chú đã nói chuyện với con rõ ràng ngành gì chú cũng, nhưng mà nói xong rồi chú con không thì nói chú cháu mình dựa trên cái trực giác thôi. Yeah. Dựa trên lời nói con chứ con không có cái gì mà nó xác minh được xác thực, tại con giờ chú đâu có biết ngay cả quê con này kia xã ở chỗ nhà chỗ nào mình còn không biết, hộ khẩu con cứ vậy địa chỉ nhà này kia đâu hoặc là gì đó hoặc ở trên đây cũng đâu rõ đâu. Giờ dựa trên cái niềm tin lúc nói chuyện thôi. Có hộ khẩu hả? Có hộ khẩu, có chứng minh con đi không? Con chú cho con cho chú coi. Nói cho nên qua câu chuyện này bà con cô bác thấy không, nhiều khi mình phải lường trước được. Nhiều khi cái tiền mình vay mình mượn á, mình xài á, nó dễ á. Khi tiền mình làm thì mình làm ra mình làm mình xài nó cực khổ, mình xài nó tằn tiện. Còn tiền mà vay được mượn á, tiền vay tiền mượn á thì mình xài nó dễ lắm đó, cho nên là tới khi mình xài xong rồi bắt đầu tính nợ tính phí rồi mấy cái ảo nữa mà không biết được, nói ảo. Nhưng mà vay tiền thật, bây giờ mình không ngồi trách ai được hết trơn, đã mình người ta có cái nó có đó cái điều khoản của người ta rồi, cho nên mình vay. Cho nên mình vay bây giờ mình phải trả chứ đâu có thể nào không trả được, đúng không? Đừng nói tiền ảo thì gì mà không có trách người ta, giờ mình không có trách được mấy cái khoản mà cái này ai con? Dạ là ông móc hả? Là ông mới móc hả? Ông hả? Này bà con hả? Dạ. Ủa ba mẹ còn ở chung hả? Dạ. Dạ vừa mới móc con
80 này là ai con? Dạ là cô. Con này con? Dạ. Còn em con đâu? Con còn 3 đứa. Con có 2 chị em gái hả? 4 đứa. 4 đứa luôn. Con rồi còn 3 đứa em nữa. Giờ con về Bình Thạnh hả? Dạ đúng rồi. Nó đây nhà trước. Đưa hình xuống xuống. Đâu đứa em nào mà học đại học đâu? Sổ hộ khẩu có đứa em con học đại học đúng không hả? Nó ở ngoài, nó sổ khẩu nó ở ngoài nhà cậu. Hả? Sổ hộ khẩu ở ngoài nhà cậu, ghi tên nó ngoài nhà cậu. Sao kỳ hộ khẩu tùm lum vậy con? Tại vì là ở ngoài cậu không có vợ con gì hết trơn á, cho nên là em con ra đó. Cậu kêu ra đó sau này ở nhà đó đó, cho nên là thế hai đứa sinh đôi nè chú, còn bé sinh đôi hả con? Dạ. Này là sau đứa em học đại học của con hả? Đứa em học đại học con đâu? Bây giờ tìm đâu ta? À đây. Em con là đứa này hả? Ừ. Này là 4 chị em con hả? Dạ. Bây giờ bé nó học đâu con? Nó học bên đại học sư phạm, nó đại học công nghệ thực phẩm. Công nghệ thực phẩm ở Tân Phú hả con? Dạ. Ơi. Bây giờ thôi con về. Chú cũng về, nghỉ ngơi ha. Dạ. Chú trao đổi với lại người bạn của chú á. Thì chú báo cho con hay. Dạ. Mà chú nói con vậy đó. Chú có giúp thì chú sẽ tiến hành các bước vậy. Con nên chuẩn bị. Còn nếu mà chú không có giúp được con thì cách duy nhất để con gỡ cái rối này là con phải báo về gia đình. Tại vì gia đình thì có ba, có mẹ, có ông, có chú, bác, cậu, vợ, tất cả mọi người ở quê. Nếu mà thương con thì họ sẽ, nếu mà con gửi tiền về quê thì chắc chắn sẽ mọi người sẽ cùng kiếm ra 100 triệu để con trả nợ. Chứ thôi con để vài bữa nữa nó lên tới 150 triệu rồi con, tới đó là con không khả năng trả. Tới đó là con đi vô cái ngõ cục luôn á, con không quay đầu được luôn. Để con về con nghĩ rồi. Chú thật sự chú cũng suy nghĩ câu chuyện của con. Còn qua con chú, kia chú ngồi nói chuyện với con, chú có thấy. Con nghĩ rồi, con gì con báo gia đình con. Nếu được thì nhà con lo, còn không thì con nhờ chú. Không, chú đã con đợi chú đi, con đợi chú nói chuyện cái nè ha, rồi để chú tính nè. Điều thì chú giúp con được thì con nào phải nói với gia đình. Còn chắc chú không giúp được, con cũng phải nói gia đình nè. Nhưng mà để chú nếu mà con nói gia đình mà khi được chú giúp thì nó sẽ đỡ hơn, đỡ áp lực cho con hơn, đúng không?
Còn giờ mà nếu mà trường hợp mà chú không giúp được thì chắc chắn con phải nói gia đình, nhưng mà lúc đó con sẽ áp lực hơn, nặng nề hơn. Con phải có những cái lời giải thích với gia đình. Còn ví dụ mà chú đã giúp được con thì con nói với gia đình nó cũng đỡ hơn. Con đã có, khi đó con đã có hướng giải quyết rồi. Dạ. Thì con nói thêm thông tin để gia đình biết. Dạ. Để gia đình thông cảm cho con. Nói chung là con cũng Bến Tre, chú cũng Bến Tre mà quê lên mình chắc chắn là con sẽ trả thì được. Ừ. Tại vì mình ở dưới quê mình lên mình làm đây mà, thì con còn nhỏ mà con mà con xây trở cái khoản nợ đó, giờ mấy chị đang làm với chú là mặc dù luôn cũng đỡ, nhưng mà giờ nó nếu mà dướng vô khoản nợ đó mà nó không phải là một tháng nó là tiền lãi 2 triệu mà một tháng nó tiền lãi nó có 50 triệu thì chú đố mấy chú này, mấy cô mới trả nổi, không có xây nổi. Mà nó để theo từng ngày như vậy thì con chịu đâu nổi. Cho nên là phải giải quyết càng sớm càng tốt. Dạ. Với lại ai cũng có ấy con ơi. Ai nhiều khi cũng có lúc khó khăn, mình có lúc mình tính toán nó không đúng. Dạ đúng. Dạ. Mà nếu mà con đúng là con người ra con mà con biết lo cho gia đình như vậy, con lâm nợ nần thì chắc chú nghĩ rồi bà con cô bác cũng không đến nổi để trách móc con đâu. Nhiều người ta cũng khó khăn, ta cũng nói bé này bé kia, nhưng mà chú nghĩ là gia đình qua trên hết là gia đình thương mình. Chứ thiếu nợ là bắt đầu nó dí mình á, bắt đầu con đường cùng á, con suy nghĩ túng quẩn tùm lum ra rồi con làm chuyện này chuyện kia nó không đúng, rồi tới đó chú nói con nghe, cho gia đình cho con cái mình đi học đại học để đi làm, tự nhiên lại thiếu nợ rồi xảy ra chuyện này chuyện kia. Rồi tới đó con hỏi chú, hỏi con là gia đình có buồn không? Buồn chứ, phải chi mà con bé nó nói mình sớm mình ráng xây sở mình trả 100 triệu thì không có sơ tới sự này đúng không? Nói nhiều khi 100 triệu nó 100 triệu thì khó kiếm, nhưng mà một kiếm một người mà có cái lời khuyên mà có con mình cái hướng á nó khó. Có lẽ cái câu chuyện này con phải có một cái người bạn nào con nói chuyện với người bạn đó, và chí ít là bạn trai của con, để bạn trai con có cùng chia sẻ có cái hướng cho con. Chứ mình con ôm con giải quyết còn giải quyết cái niềm tiền nó từ tới đích nước tới chân xong nhảy nổi. Cái này phải có cẩu mà cẩu con đi lên chứ. Còn không có nổi chứ nữa. Thấy không? Cái khả năng của người bạn của chú có giúp con được hay không là nó phụ thuộc vào rất nhiều cái ý của chú. Yeah. Tại vì người bạn của chú đâu có gặp con đâu, đâu có nói chuyện được, đâu có biết như thế nào, cho nên đó là cái phụ thuộc vào rất là nhiều cái cảm nhận của chú với con lúc mà hai chú cháu mình nói chuyện. Yeah. Ừ. Còn thực sự đối với chú hoặc là bạn của chú mà là những người đã đi làm lâu năm rồi, có điều kiện rồi, thì thí dụ 100 triệu mất thì một trong một năm nay làm không có thì năm sau chú với chú đó làm cũng có, hiểu không? Nhưng mà chú chỉ sợ là nhiều khi mình tiếc 100 triệu, chú bạn của chú tiếc 100 triệu, tự nhiên một tháng hai tháng sau gặp bé này thì nó hồi xưa nó nhờ mình giúp mình không giúp, nhưng mà bây giờ nó lại đi vào cái con đường này nó không tốt thì lại thành đáng tội nghiệp không, đúng không? Chứ không phải là không có gì, nhưng mà thật sự mà chỉ cần mình chân thành á, mình phải có sự chân thành, mình phải thật thà, mình có xài mình nói xài không sao, thà nói có xài để chú thoải mái như chú biết, chứ đừng có con sợ nhiều khi con nói con xài mấy tháng nay dịch ở nhà không mà đâu có làm gì đâu mà xài tới nhiều khi mình xài trước đó hơn sau nhiều chuyện để xài nói, chứ ở nhà cũng xài, con ở nhà xài cũng tốn tiền hơn, dịch ở nhà xài cũng tốn tiền hơn nữa, tại vì ngày thường thì đi ra ngoài nó dễ chi tiêu nó đỡ, cho còn dịch ở nhà tất cả cái gì nó xài khó khăn nên cái gì cũng phải tốn tiền nhiều hơn. Cho nên có gì con cứ chia sẻ cho chú, chú cần với một cái, nói chung là cái ai cũng có sai lầm chứ. Dạ. Ai cũng có không? Con chia sẻ với chú rồi, có gì để con về con báo với lại nhà con. Ừ. Vậy đi ha, vậy con về con nghỉ ngơi, chú cũng về nghỉ ngơi. Dạ. Rồi mai học mốt thì chú báo lại con.
ai cho con mượn tiền thì con cứ mượn, con trả trước gì đó con trả đi. Rồi chú nói chuyện với người bạn chú cho con hay rồi. Con hả báo hỏi mượn, người ta báo, nói là ừ cho mượn đó, có cho mượn, nhưng mà cho mượn chịu chịu cũng làm được gì. Lúc đầu nói đầu tháng xong rồi tới nay ta cũng khó khăn nên người ta cũng ấy á, người ta cũng từ chối mình mà từ chối không khéo thì cho khéo á. Dạ. Nên bây giờ con cũng không chắc là người ta có cho mượn hay không. Vậy ha. Dạ. Còn đầu nãy thì chú tính thôi chú có, nếu có chú chia sẻ cái video này thì chú cũng sẽ xóa cái hình, xóa hình con cũng tội nghiệp con. Dạ, nhưng mà chú cũng muốn, chú nói chú cũng muốn chia sẻ lên để cho bà con cô bác biết được cái mình muốn vay tiền thì mình phải suy nghĩ trước, có khả năng trả mình phải vay, còn không có khả năng là mình bị lâm nợ được. Thật ra có nhiều người nhiều bạn khán giả của chú nhắn cho chú nói là thiếu tiền trên mạng gì đó chú không biết, nay chú mới biết á là làm do mượn vậy rồi thiếu nhiều quá rồi không có khả năng trả. Nhưng mà nếu là cái lúc đó cũng cùng lắm rồi cho nên mới vay, không vay được ở ngân hàng đồ này kia cho nên là mới vay cái đó. Vay ý là định là vay cái đó xong rồi mới mới vay ngân hàng trả góp sao. Rốt cuộc tới bây giờ lòi ra cả đống. Nhưng mà lúc vay sao con phải nghĩ tới khả năng con có trả được hay không, sao con trả nổi. Lúc đó con có đang làm công việc không hay là con thất nghiệp? Lúc đó con cũng đi giao hàng nữa chú. Đó là lúc đó con định vay cái đó xong rồi người ta nói là vay ngân hàng thì đợi vài bữa hết giãn cách, thì con mới định là vay cái đó xong rồi vài bữa hết giãn cách con vay ngân hàng trả lại rồi con trả góp ngân hàng. Bây giờ con không vay được ngân hàng đâu, chú đỡ bảo con. Ngân hàng thủ tục vay tín chấp người ta phải có kê, sao kê lương 6 tháng hay 3 tháng gì vậy. Chú đã từng vay rồi mà. Chứ không phải vay có sao kê đó, sao kê lương á để người ta có cái độ tin tưởng. Rồi người ta coi chi tiêu của con này kia, người ta lên mạng người ta thấy con tìm hệ tra cứu thông tin, thấy người ta còn thiếu những cái khoản này, người ta cũng không dám cho con vay đâu. Tại vì như này giống như là nợ đen nữa, nợ không có khả năng chi trả, người ta cho con vay tiền đâu con trả cho người ta, đúng không? Cho giờ nên là đường là một đường là chú và những là một người bạn của chú có thể hỗ trợ của con. Đường thứ hai là con phải báo về nhà. Dạ. Trong hai đường đó chắc chắn là nhà con phải biết được thông tin mới được. Dạ. Vậy để con về con báo rồi con con nhắn với chú được không chú? Hai ngày nữa đi, hai ngày nữa con hả báo. Sao để về chú làm việc với bạn chú vậy? Vì chú cho con thông tin ha, rồi con hả báo. Hai ngày nữa chú báo lại con. Dạ. Rồi tới đó con có hướng giải quyết, rồi chú cũng không biết sao nữa, chú hy vọng là chú với người bạn chú, thật ra chưa chắc chắn chú sẽ không giúp con được, chỉ có người bạn chú giúp chú con được thôi. Tại vì một khi mà chú mà giúp con là chắc chắn sẽ có nhiều người thiếu nợ tìm tới chú. Dạ, chú không giúp rồi. Được dạ, cho nên chú xin lỗi con luôn ha. Mặc dù thí dụ giờ nói chú Phương Dừa không có 100 triệu để cho con mượn thì không đúng, là chú không đã đến mức chú không có 100 triệu, đúng không? Thu nhập chú cũng được mà, nhưng mà chú không thể cho con mượn được, tại vì chú mà cho con mượn được thì sẽ có nhiều người này kia tới hỏi sao cho bé này mượn, cho tôi mượn cho nó, tôi không tôi đi bán vé số tôi khó khăn vậy. Nhưng mà mấy người bạn của chú cho mượn, khi mà người bạn của chú cho mượn thì người ta có quyền cho, người ta có quyền của họ, ta cho mượn thì cho, không cho là thôi. Yeah. Ha, chú hiểu, chú không có cho con mượn được ha. Đó. Thôi con về ha. Yeah. Dạ rồi, bà con cô bác cũng xin lỗi, bà con cô bác cũng dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Phương Dừa. Mấy anh em Phương Dừa đã trao quà xong rồi, một nhóm đã về trước, Phương Dừa còn ở lại để Phương Dừa nói chuyện với bé. Xin lỗi bà con cô bác là ban đầu Phương Dừa cũng định là quay cái này để Phương Dừa gửi cho người bạn của Phương Dừa xem, để người bạn nắm thông tin. Nhưng mà hồi qua cái nói chuyện hồi nãy Phương Dừa thấy cái thông tin
sẻ lên để bà con cô bác mình cân nhắc trước khi mình muốn vay, mình mượn một cái khoản gì đó, thậm chí là mượn những khoản tiền mà nóng mình không có khả năng chi trả, thì nó sẽ từ từ dẫn tới cho mình một cái coi như là nợ nần chồng chất. Nợ thì ít mà lãi nó thì nhiều, mình không có khả năng chi trả luôn á đó. Thì hình ảnh trong clip thì Cương vừa sẽ chỉnh trắng đen gì đó để bà con cô bác, để cho con bé nó cũng tội nghiệp, con gái con đứa mà đó. Nhưng mà chú nói con á, nhiều khi đây là cái bài học quý giá của con, đúng không? Bài học quý giá để con rút kinh nghiệm, tại con cái đường đời con còn dài, con còn sẽ còn gặp này gặp kia, nhưng mà đây là một bài học rất là quý giá. Không có chuyện gì mà nó khó, có nhiều chuyện mình có thể giải quyết được, nhưng mà chuyện mà tiền bạc tài chính á, nhiều khi ngoài khả năng của mình không trả được, mình không thấy được. Ví dụ chuyện tình cảm hay chuyện này kia rồi nó dễ, phải không? Thời gian rồi, ví dụ có quen thì cưới, còn không quen lỡ cái chia tay thì 2-3 năm cũng quên. Nhưng mà còn nợ nần thì 2-3 năm ta đâu quên được, 2-3 năm nó còn chồng chất lên nữa. Hả? Cho nên là nhiều khi con lại được một cái bài học quý. Rồi nhiều khi các bạn trẻ thì cũng có xem qua thì cũng rút kinh nghiệm. Nhưng mà nên nhớ chính vì anh chú thấy có nhiều bạn là nhiều khi ngại chia sẻ, nhiều khi mình tuổi mới lớn mà mình còn đủ thứ cái mình muốn thực hiện, mình muốn chứng tỏ cái khả năng của mình không có, mình không nói, cho nên là mình dễ, mình không có giải quyết được, từ từ mình sẽ dễ bị sa đà lắm. Cách tốt nhất là mình nên kiếm một người nào đó họ có cái suy nghĩ, họ có cách giải quyết nào tốt, họ cho mình cái lời khuyên nó cũng tốt hơn. Ví dụ là họ không cho mình mượn tiền được, nhưng mà cái anh này anh có một cái lời khuyên, anh có một cái hướng cho mình xử lý. Quan trọng là cái hướng xử lý, không, hướng xử lý nó tốt thì mình sẽ giải quyết được vấn đề. Còn nhiều khi mình ôm ấp rồi mình túng quẩn, mình không giải quyết được, cho nên con phải chia sẻ, con phải nói, chí ít là phải nói với gia đình mình nếu mình còn coi gia đình mình là một gia đình, mình phải chia sẻ để mình cùng nhau gỡ rối. Với lại cái chuyện này là cũng phải là con vay tiền con ăn chơi đua đòi hay con này kia, yeah. Đúng không? Đúng, con vay tiền con gửi về ba mẹ thì cái đó là ba mẹ đã nhận tiền con, ba mẹ biết rồi, nhiều khi ba mẹ còn thương con hơn nữa, không có áp lực cho con ha. Yeah. Thôi về thông báo. Rồi thôi, cảm ơn quý bà con cô bác. Giờ mấy anh em Phương Dừa đi về đây, có gì Phương Dừa sẽ cập nhật thông tin tiếp cho quý bà cô chú chị cùng nắm. Mong là bà con cô bác thương bé nhiều hơn, chứ đừng có coi bé như là một đứa con, một đứa cháu trong gia đình. Nó đang gặp một cái vấn đề khó đó, nó không biết giải quyết được, thì mình có cái hướng giải quyết cho bé. Chứ còn mình mà bé nó đang gặp cái tình cảnh như thế này nó khó xử lắm, nhưng mà mình lại bình luận những cái lời không tốt thì tội nghiệp bé nó. Thì nhiều khi đọc những bình luận đó nó tiêu cực hơn nữa, nó sẽ bi quan hơn nữa, nó sẽ dẫn đến những cái suy nghĩ dại dột thì không tốt. Dạ, nên có những lời động viên và tốt nhất là bé nên rút kinh nghiệm. Cảm ơn quý bà con, quý khán giả rất là nhiều. Dạ, thôi giờ con vừa về xin chào tạm biệt và hẹn lại.